Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 749 nêu rõ tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm ước đạt 37,85% kế hoạch năm 2023, còn nhiều bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ba chương trình mục tiêu quốc gia đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. Quyết liệt chủ động xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn một cách kịp thời hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm phối hợp rõ ràng cụ thể về thẩm quyền trách nhiệm giữa các cơ quan đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Sáng nay tại công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa trong lòng Quảng Ngãi. Triển lãm trưng bày 110 tác phẩm, trong đó có 60 tác phẩm của 3 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi sáng tác về cuộc sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa và những hình ảnh các đoàn công tác đến thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các đảo nhà giàn DK. Triển lãm còn bao gồm 20 tác phẩm của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phản ánh những hoạt động luyện tập sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ trên vùng biển Việt Nam, giúp đỡ cứu hộ ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa. 30 ảnh tư liệu về Hoàng Sa là bộ ảnh do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tuyên truyền về Hoàng Sa của Việt Nam, triển lãm kéo dài đến hết tháng 8. Năm học 2023-2024, công ty cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên đặt in hơn 1,7 triệu bản sách giáo khoa. Đến thời điểm này, công ty đã nhận về và phân phối cho các cơ sở giáo dục trong tỉnh khoảng 1,6 triệu bản, đạt 90% số lượng. Năm học này, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp 4, 8 và 11. Theo đó, mỗi môn học sẽ có từ 1 đến 4 bộ sách giáo khoa như các bộ Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Các nhà trường được chủ động chọn lựa đăng ký dạy học bộ sách phù hợp nhất với đối tượng học sinh, điều kiện dạy học của đơn vị mình và đảm bảo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy vậy, điều này cũng dẫn đến khó khăn cho đơn vị cung ứng khi mỗi trường có một lựa chọn sách riêng. Với các trường trung học phổ thông, nhất là khối lớp 10 đầu cấp, số lượng đầu sách chuyên đề chỉ xác định chính xác sau khi học sinh hoàn thành nhập học và đăng ký nguyện vọng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua một số báo, tạp chí điện tử và trên mạng xã hội thông tin về nhãn tại Hưng Yên giá thấp, thậm chí chỉ 4-5 nghìn đồng một kg. Tuy nhiên, ngay cả một số vùng nhãn cho năng suất cao như tại Khoái Châu hay nhãn để làm long cũng không có giá thấp như các báo đưa tin. Theo các hộ dân trồng nhãn Biển Thiết tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, giá nhãn vẫn không thay đổi so với những năm trước, nghĩa là có giá từ 8 đến 10.000 đồng một kg đối với nhãn quả, nhãn làm long khoảng 7.000 đồng một kg. Một số hộ làm long nhãn tại huyện Kim Động cho biết thường nhập nhãn tại các huyện lân cận như Phù Cử, Tiên Lữ để làm long. Tuy nhiên, giá không có loại nhãn nào giá dưới 7.000 đồng một kg. Như vậy, có thể khẳng định giá nhãn Hưng Yên tùy từng loại nhãn sẽ có giá khác nhau. Đối với nhãn đặc sản làm quà, vẫn có giá dao động từ 25 đến 50.000 đồng một kg như nhãn Hương Chi, Đường Phèn, Củi Cổ. Nhãn làm long như Biển Thiết vẫn có giá từ 7.000 đến trên 10.000 đồng một kg. Nhằm góp phần thu hút khách du lịch về với Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên vừa tổ chức chuỗi các sự kiện khảo sát và xúc tiến điểm đến du lịch Hưng Yên năm 2023. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch
tổ chức đoàn khảo sát điểm đến tại một số di tích trên địa bàn huyện Khoái Châu như chùa Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, trang trại gà Đông Tảo, tham quan mô hình trồng nhãn Việt Gáp. Chiều ngày 18 tháng 8, tại nhà khách Chính phủ thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hương Yên tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hương Yên năm 2023 nhằm đánh giá khai thác hợp lý các tiềm năng du lịch của tỉnh, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp du lịch trong vùng, xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, tại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, diễn ra sự kiện không gian văn hóa du lịch Hương Yên với chủ đề Hành trình khám phá lan tỏa, quảng bá giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế về các điểm đến du lịch nổi tiếng của Hương Yên. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị bỏng, tổn thương 10 đến 19% bề mặt cơ thể, gồm vùng mặt, cổ và toàn bộ bàn tay phải do nổ sạc điện thoại khi đang vừa dùng điện thoại vừa sạc. Khoảng 20 giờ 30 phút tối qua ngày 18 tháng 8, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Ngờ, sinh năm 2009, ở thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, nhập viện trong tình trạng bỏng một phần vùng mặt cổ tay trái và toàn bộ bàn tay phải. Nguyên nhân bỏng do bệnh nhân Ngờ sử dụng điện thoại trong khi đang cắm sạc pin và sạc pin đã phát nổ. Thời gian qua trên cả nước đã có những trường hợp gặp tai nạn chấn thương, thậm chí tử vong do điện giật hoặc nổ sạc, nổ điện thoại khi vừa dùng vừa sạc. 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hưng Yên xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022. Toàn tỉnh xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 85 người. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 42 vụ bằng 47%, tăng 16 người chết, 25 người bị thương. Các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng là thành phố Hưng Yên, huyện Văn Giang, huyện Yên Mỹ. Mọi người dân khi tham gia giao thông hết sức lưu ý, đi đúng phần đường, chú ý quan sát, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bởi thông thường tháng 9 hàng năm, khi học sinh đi học trở lại mới là tháng có nhiều vụ tai nạn giao thông. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Các quan chức Hàn Quốc ngày 18 tháng 8 cho biết, lực lượng cảnh sát nước này đã bắt giữ 173 đối tượng bị tình nghi đăng tải trực tuyến các nội dung dọa giết người. Theo Văn phòng Điều tra Quốc gia Hàn Quốc, nhà chức trách đã phát hiện tổng cộng 399 bài đăng chứa các nội dung đe dọa giết người kể từ khi xảy ra vụ đâm dao gần ga tàu điện ngầm Sinlim ở phía tây nam thủ đô Seoul, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương hôm 21 tháng 7. Cảnh sát đã bắt giữ 173 người liên quan và chính thức tạm giam 20 trong số này. Theo các quan chức Hàn Quốc, gần một nửa số người bị bắt là thanh thiếu niên, bao gồm cả trẻ em dưới 14 tuổi, đối tượng không bị truy tố hình sự. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đang theo dõi biến thể BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 do chứa một lượng đột biến gen virus lớn. Mới chỉ có 4 người trên thế giới mắc biến thể này. Động thái mới của WHO được cho là điều bất thường, vì WHO chỉ ghi nhận 4 trường hợp mắc biến thể này trên thế giới vào ngày 17 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC thông báo đang theo dõi sát diễn tiến của biến thể mới sau khi biến thể này đã được phát hiện tại Mỹ, Đan Mạch và Israel. Cho đến nay, giới chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định liệu BA.2.86 nguy hiểm hơn các biến thể đã được phát hiện trước đó hay không. Nhưng WHO tỏ ra thận trọng trước biến thể mới vì nó chứa số lượng gen đột biến cao. Theo WHO, số lượng đột biến của BA.2.86 là rất đáng chú ý và cần phải thu thập thêm dữ liệu để hiểu biết về biến thể này. Người dân thủ đô Bangkok, Thái Lan đang yêu cầu chính quyền địa phương di rời bức tượng lạ được đặt trước một khách sạn, khiến nhiều người qua đường sợ hãi. Những ngày qua, cơ quan quản lý đô thị thủ đô Bangkok nhận được rất nhiều khiếu nại từ người dân địa phương, yêu cầu di rời một bức tượng có vẻ ngoài đáng sợ, khiến họ kinh hãi mỗi khi đi ngang qua. Theo truyền thông địa phương, bức tượng được đặt trước khách sạn Baja, được cho là mô tả vị vua Jayavarman VII của đế quốc Khmer cũ. Bức tượng cao 4 mét, được bọc sơn đen với đôi mắt màu đỏ, răng nanh dài màu vàng và móng tay dài màu đỏ. Tuy nhiên, các nhà sử học Thái Lan cho rằng bức tượng mô tả không giống với vẻ ngoài thực tế của nhà vua. Các nhà khảo cổ sinh vật học Brazil mới đây đã công bố về phát hiện hóa thạch hiếm có của một loài động vật có thể giúp làm sáng tỏ về nguồn gốc của khủng long và loài thằn lằn tay. Theo đó, các hỗ trợ về mặt công nghệ đã giúp giới khoa học có thể hình dung về tổ tiên của các loài động vật này thông qua việc phục dựng hình ảnh của chúng.
Tiến sĩ Mueller, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Liên bang Santa Maria ở Brazil và là tác giả của nghiên cứu cho biết, đã tìm thấy hóa thạch vào năm 2022 khi đang nghiên cứu thực địa ở phía nam Brazil. Con vật này có chiều dài khoảng 1 mét, sống cách đây 230 triệu năm. Thông qua quan sát có thể đánh giá mức độ biến đổi hình thái của tổ tiên khủng long và thằn lằn bay đa dạng hơn so với suy nghĩ trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.